quý vị hướng mắt về sân khấu để xem một tiết mục múa rất dễ thương, ca ngợi tình yêu hạnh phúc lứa đôi của những đôi nam thanh nữ tú của vũ đoàn Dream. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life, I found its missing piece. So as long as I